Em phải coi xin kính chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn yêu Hoa Lan. Chúc tất cả anh chị em một ngày mới thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Đây là những cây giống cố hương và hồng xòe, hồng chương chi. Mùa hanh khô, các anh chị nhớ là tưới lan để cho lan có một độ ẩm để lan phát triển. Mùa này chuẩn bị làm mầm gốc đến nơi rồi nhá mọi người. Chào Đương Bùi nhá. Chào vườn lan Bá Đỉnh. Chào tất cả anh em nhà mình nhá. Chúc mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Toàn bộ bạch tuyết và các loại giống năm nay không bán cho ai cả, bởi vì em rất yêu cây lan đấy, nên là em đam mê nó. Năm nay dù lan rẻ nhưng nó vẫn là một ngành nghề đã được chính phủ chấp thuận. Đấy, thành lập ra Hiệp hội AOV Việt Nam. Chào tất cả mọi người. Còn cả nhà ai tháo giàn làm việc khác thì cứ làm thôi, nhưng với em thì em vẫn luôn đam mê cháy bỏng. Mọi người làm việc khác để mưu sinh, mục đích để phục vụ cho đam mê của mình. Trân trọng cảm ơn tất cả anh chị em và những người yêu hoa lan đã luôn yêu quý em Hạnh, luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ vườn lan Mạnh Còi. Chúc cả nhà yêu một năm mới được vạn sự như ý. Một năm 2022 là một năm kinh tế khó khăn. Không riêng gì là ngành lan cả, mà tất cả các ngành nghề bất động sản có đang đóng băng cơ cả nhà nhé. Đấy. Chào Nguyễn Thái Phong. Em chào thím ạ. Thím là một người rất là tâm huyết trong ngành lan. Khi mọi người run sợ thì thím vẫn đầu tư. Đấy. Thì vẫn tin tưởng vào những gì mình đã làm. Và thì đạt được một thành công rất lớn. Chúc mừng cho thím Dương nhé. Chúc thím năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.
một năm 2023 tràn đầy khởi sắc. Không, bây giờ cũng bảo gần 11 giờ rồi anh ạ. Không tươi sớm đâu. Anh chào Bằng nhá. Tương lai sẽ là 1.500 mét bạch tuyết phủ vườn nhá. Nên vừa rồi lan đắt hay lan rẻ thì Mạnh Còi không bán bạch tuyết nhá, còn giữ nguyên cả cây ươm ra được, cho lẫn những cây nái trong vườn, không bán tí nào hết. Bảo Duy không tên, còn rất nhiều. Em chào anh Dương Công nhá. Cảm ơn thím rất nhiều. Lúc mọi người không còn niềm tin và run sợ với cây lan thì thím lại đi gom cây. Đó. Thím rất là quyết đoán và bản lĩnh. Năm nay cố gắng làm một vườn Bảo Duy thôi anh em ạ. Chào Long Dream nhá. Chào tất cả mọi người. Đấy. Đây cả nhà thấy chưa? Đấy. Mọi người bỏ chơi lan nhưng mà em vẫn luôn có niềm tin cháy bỏng với những gì mình đang đi và đã chọn. Đấy. Mình phải biết rằng là lộc trời ban từ cây lan để có cuộc sống ngày hôm nay. Cho nên Mạnh Còi không bao giờ bỏ. Dù thị trường có ra làm sao, mình vẫn cứ chơi, vẫn cứ yêu và vẫn cứ tin. Ở nhà nhé. Đây toàn bộ là nái bạch tuyết nhé. Toàn bộ nái bạch tuyết. Mạnh chưa cắt nhé. Chưa cắt nhân còn nguyên luôn. Đấy. Rất nhiều bạch tuyết. Đấy, các bác bảo em tháo lan thì hôm nay em quay cho cả nhà xem. Đấy. Những chậu nái bạch tuyết khủng bố. Đây. Rất nhiều nái bạch tuyết. Đây. Đấy. Chào em Nguyễn Thị Hà nhá. Tết sắp về đến vườn rồi em ơi. Đấy. Chào Nguyễn Việt Cường nhá. Chúc Nguyễn Thị Hà năm mới và gia đình an khang thịnh vượng nhá. Hồng Yên Thủy. Mình sẽ làm những tác phẩm để mùa tới chơi hoa. Đấy. Rất nhiều Hồng Yên Thủy luôn. Đấy, các bác bảo em bán tháo lan đâu. Tháo mà lan của em còn nguyên như này à? Chuẩn luôn anh Trần Lâm ạ. Đấy. Quay cho mọi người xem có giống như cái lời đồn không? Miệng lưỡi thiên hạ thì nhiều lắm trò lắm. Đấy.
chào Nguyễn Văn Định nhá. Á Hậu. Đấy. Và Hậu Quy Thủy rất nhiều. Cảm ơn em gái Nguyễn Thị Hà nhá. Chúc em mọi điều tốt lành. Mùa xuân năm ấy. Đây là những cây nái bông lai nhé mọi người. Có mỗi trước chi nở hoa thôi em ạ, nhưng cũng lâu lâu rồi. Mùa xuân năm ấy, sao sáng soi cuối trời. Hàng vạn KHO đây cả nhà. Đấy. Hàng vạn những KHO vẫn cứ chăm sóc để chơi. Không bao giờ sẽ chán cả. Bởi vì trong con người mình, nó là đa xuất phát từ đam mê, chứ không phải là trục giật. Đấy. Hay thấy thiên hạ làm thì mình bắt chước làm theo. Đấy. Chuẩn bị làm chậu cho mùa tiếp theo nhé mọi người. Đây. Mình cho cả nhà xem đây, khu trồng cọp của Mạnh đây nhá. Đấy. Đây. Cả nhà biết đây gì không ạ? Đấy, người đẹp không tên này. Đấy, người đẹp không tên nhá. Thấy chưa? Đấy. Cờ đỏ đây cả nhà. Đấy. Bảo Duy Nái đấy cả nhà ơi. Đây. Bảo Duy Nái nhá. Đấy. Bảo Duy này. Bảo Duy này. Đấy. Sơn Nữ Sơn La này. Đấy. À, đây cũng là Bảo Duy này cả nhà này. Thấy chưa? Bảo Duy này. Cây này rất dài. Cây Bảo Duy rất dài luôn mọi người ạ. Dài kinh khủng luôn. Chào Mạnh Nguyễn nhá. Đấy, Bảo Duy này. Không tên này. Đấy, không tên này. Đấy. Không tên chưa cắt đâu nhá. Đấy, còn đây này. Đây là không tên nhá. Đây, không tên đây. À, nếu mà em 4 triệu được cái không tên 10 mét không thì em chắc chỉ mua được hàng thường thôi em học lên nhá. Đấy. Cái không tên này đang nụ bói nha mọi người này. Đấy. Chào Trần Văn Thọ nha. Đây là Vĩnh Khang đã cắt nha cả nhà này. Cái Vĩnh Khang này. Đấy, mắt trâu này. Đấy, mắt trâu rất là dài luôn, cả mét luôn ạ. Đây là đôi mắt Pleiku của em Mạnh này. Đấy. Chào Hoàng Lâm nhá. Chào tất cả mọi người. Có rất nhiều. Anh chào em Nam nhá. Chào Mạnh Táo. Chào anh Mạnh nhá. Okay. Mình quay vườn cho cả nhà xem. Đấy, xem là Mạnh Còi đã tháo lan chưa. Hay là tháo giàn chưa nhá. Đây. Rất nhiều giàn. Nhá. 1.500 mét giàn còn nguyên nhé cả nhà. Đấy. Đầu tư ra trả được thì các bà cả nhà bảo đi tháo đây mà làm gì. Còn máu là còn đang muốn làm thêm chứ. Tết này mà anh Mạnh Đinh lì xì cho mắt ngủ với Tết thì ngon nhất. Ui giời ơi, tưởng gì em mà đến vườn anh có tặng luôn cho một kỳ bánh tuyết chứ không phải là lì xì mắt nữa nhá. Chào em Thắng nhá. À, hôm nọ anh nhắn tin không thấy trả lời. À,
mắt bảo duyên nó có bật lên không hả? Bật chú ạ. À thế à? Rồi cuối cùng cũng phải bật hết không? À, cho chú xem cái key đấy nha, nó sẽ như thế nào. Đây, chú chỉ nhìn từ cái bọc này chú đem vào thôi, là chú đã biết rồi, đúng không? Đấy, đây này. Đấy. Chưa về chú chủ. Chào mọi người, chú phải đầu tư nhá, chú phải sợ. Chú phải chơi đúng theo sở trường. Quyết tâm chăm chơi. Quá tuyệt vời. Chơi mà chăm. Nay có chú sinh vào chơi với Mạnh. Đẹp. Đấy, anh em chú cháu vẫn động viên nhau. Vẫn cứ lên. Mọi người luôn phải cố gắng nhá. Cái này đẹp nhỉ. Con ngoài kia thì nó hơi gầy này. Chào Lê Trường. Chào cả nhà mình nhé. Chào cả nhà mình. Mình sẽ cho cả nhà xem bông trực chi nhá. Anh cũng đang chuẩn bị đấy em ạ. Tuyệt vời quá. Sang năm lại nhiều tín hiệu mới tích cực. Anh em ta lại xung bày thôi. Ok anh Quang Thành Ngô nhá. Thật đấy. Lên nhà anh Mạnh Đinh là được một kỳ bạch tuyết à, anh. Đúng rồi Mạnh Nguyễn nhá. Nhiều người cũng ngỏ ý, ví dụ như là thực ra với mình kể cả bất cứ loại lan nào đã là yêu nó thì đều chăm sóc như nhau. Đấy, nhà mình nhá. Không riêng thì đắt tiền hay là ít tiền. Đây cả nhà ơi, hồng chiêu chi nở bói đầu ngọn nên là không, hoa chỉ đạt như thế này thôi. Chào Mạnh Còi với cả nhà, chào anh Nguyễn Thắng. Chào Hoa Lan Hoàn và Hào Vũ. Chào tất cả anh em nhà mình nhá. Lưu Xuân Thắng ở đây. Chiêu chi nở đây. Ok thôi Mạnh ơi. Chào Dũng Lân Dã nhá. Chúc cả nhà yêu ngày mới thật nhiều sức khỏe nhá. Luôn luôn thành công trước cuộc sống. Em xin kết thúc like để em đi tới lan đây ạ. Hẹn gặp lại cả nhà yêu nhá.